Bi Audio Sài Gòn đã quay trở lại với quý vị. Và hôm nay Bi sẽ test nhạc cái đôi loa đến từ hãng Reveler nha quý vị. Một đôi loa còn nguyên thùng. Và dòng này cũng là dòng đang còn mới trên thị trường, đang bán trên thị trường nha. Và hôm nay mình về được một cặp này thì đã qua sử dụng rồi, nhưng mà còn rất là ok luôn, rất là mới, rất là đẹp luôn nha quý vị. Nó còn thùng còn cái đôi loa luôn nè quý vị. Đây, đây là cái thùng cạc tông nè. Cạc tông này thì nó có, quý vị thấy là nó có cái loa bass là với 25,4 cm, loa mid 12,5 và loa trend 3,8 nha quý vị. Còn ca tô lô luôn quý vị ạ. Còn cái ca tô lô luôn. Rồi và dòng này là dòng model 4307 stereo monitor. Quý vị thấy một loa bass 25 găng cao su và màn của nó quý vị thấy cái màu kem rất là ấn tượng, cái màu này những cái đời mà 42 43 thì quý vị nó thấy màu kem này nè. Này, loa mic của nó thì nó cũng thiết kế giống cái đời trước, quý vị thấy thêm một cái lớp kim loại ở đây. Còn loa trép thì cực kỳ công nghệ hiện đại. Loa trép của nó thì nó không có cái mũi giống như cái mũi những cái đời thế này, mà cái mũi của nó là một cái đống nha quý vị. Cái mũi của loa trép. Thiết kế màu phía trước đây là màu xanh. Và chiều cao của nại dòng này là nó thấp hơn những cái đời kia. Chiều cao của nó bị đo là 54 nha quý vị. Chiều rộng 32. Trở kháng của dòng này là 6 ohm. Độ nhạy 91 dB. Nguyên bản tuyệt đối nha quý vị. Nguyên bản tuyệt đối luôn. Và mức giá dòng này Bi bán là 32,5 triệu nha quý vị. 32,5 triệu. Chỉ có một đôi. Chỉ có một đôi thôi. Và bây giờ mình lấy nhạc luôn để quý vị thưởng thức cái chất âm của cái dòng này. Cái loa mới hiện nay thì là 5 độc quyền của quý vị. Thì Bi thử luôn cái chất âm. Và giá mình sẽ nói chung là đã qua sử dụng, nhưng mà quý vị nhìn rất là đẹp luôn. Từ góc cạnh tới các thứ là rất là đẹp. 32,5 triệu. Và quý vị có nhu cầu về USB và ổ cứng chất nhạc sẵn thì cứ alo cho mình. USB thì Bi bán một dung lượng 128 GB, mình bán 800.000 nha quý vị. Nó chứa gần 12.000 bài nhạc. Còn ổ cứng 1.000 GB Bi bán 2 triệu đồng. Nhạc bên Bi là nhạc lớn lên chất lượng cao nha. Rồi bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức chất âm của cái dòng Reveler 4307 này. Biên giới anh đi về đâu?
đường rừng chiều cô đơn chiếc bóng người tìm về trong hơi áo gợi hình xa xôi người đi khu chiến thương người hậu phương chân còn tơ vương thanh tướng thì đường trận mưa bay gió cuốn còn nhiều ảnh ơi trong hơi áo gợi hình xa xôi.